Kính chào quý vị. Thưa quý vị, năm 2023 được nhận định là một năm nhiều khó khăn thách thức cho sản xuất kinh doanh. Những khó khăn đó đã bắt đầu xuất hiện từ quý tư năm 2022. Cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh và người dân cũng có nhiều trăn trở. Để có thể hoàn thành được kế hoạch năm, doanh nghiệp đã xác định cần sự nỗ lực lớn ngay từ đầu năm mới, giữ lao động, giữ thị trường, phát triển thị trường. Một cái nhìn tổng quan cho năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, nằm bản lề quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Ngoài thuận lợi từ những thành quả và kinh nghiệm đạt được trong những năm qua, nhất là nền tảng từ 2 năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, Tây Ninh có nhiều cơ hội khi cả nước và khu vực vẫn duy trì được động lực và đà phát triển. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ quan điểm, vùng Đông Nam Bộ có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Đông Nam Bộ là vùng phát triển năng động, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác. Nghị quyết sẽ mở ra cơ hội mới, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh. Mặc dù vậy, trước những khó khăn thách thức phải đối mặt trong năm 2023, đòi hỏi một quyết tâm cao hơn, sự nỗ lực rất lớn của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chính vì vậy, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ năm 2023, tỉnh đã xác định phát huy những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trải qua lao đao sau cơn đại dịch đã khởi động lại, cùng với định hướng mới là sự kỳ vọng vào sự đồng hành của nhà nước để có nhiều thuận lợi hơn trong đầu tư sản xuất kinh doanh. Năm 2022 này vừa khắc phục kinh tế, vừa khắc phục lại hậu quả của cái trận dịch, cho nên là chưa có đi ra thị trường, ở nhà tập trung đầu tư vô máy móc, và bây giờ hiện tại là máy có đầy đủ, số lượng máy nướng cũng đã đầy đủ và dư, bây giờ máy phơi xương phơi tráng thì nó sẽ tình hình 2023 nó sẽ không còn thiếu hàng cho khách hàng phàn nàn nữa, lúc đó cũng mong rằng sẽ phát triển đi thị trường nhiều hơn. Tôi chỉ mong muốn là nhà nước của mình, hoặc là nói gần nhất là cái những cấp lãnh đạo ở huyện thị xã phường của em ở gần nhất là hỗ trợ cho em để em phát triển được cái thương hiệu bánh kẹp dừa Úc Hồng để mà cho nó suôn sẻ, với lại có thể tiến xa hơn, ví dụ khách đã biết nhiều thì em sẽ có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Không phải riêng bản thân tôi mà chắc là ai cũng vậy thôi, là điều mong muốn là cuộc sống người dân sẽ trở lại ra bình thường để mà cho nó đất nước mình nó phát triển hơn, nó làm ăn thì cho nó khấm khá hơn. Bao nhiêu người đều mong muốn luôn, cả mình nói luôn cả là công nhân cũng vậy, người ta cũng phải có việc làm. Không phải ngẫu nhiên mà doanh nghiệp đặt ra mục tiêu là giữ lao động, giữ thị trường, phát triển thị trường. Bởi từ quý tư năm 2022, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bị giảm đơn hàng, thiếu đơn hàng, thậm chí không có đơn hàng, dẫn đến việc người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, thậm chí bị mất việc làm. Tính đến trung tuần tháng 12 năm 2022, có 46 doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng trên thị trường, có 44.544 người lao động bị ảnh hưởng. Trong số này, công ty cổ phần Taekwon Mộc Bài có 10.058 lao động thì tất cả đều bị ảnh hưởng. Theo đó, công ty vẫn đảm bảo các chế độ mà nhà máy đã công bố cho người lao động. Đối với công nhân còn đang làm việc, nhà máy tiến hành một số phương án sắp xếp giờ làm việc như sử dụng phép năm. Trong trường hợp hết phép năm, người lao động được quyền sử dụng phép năm của năm sau. Công ty áp dụng chính sách nghỉ theo thỏa thuận không hưởng lương, đồng thời hỗ trợ một khoản tương đương lương tối thiểu vùng tính theo ngày cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và giữ chân người lao động. Phải nói trong 10 năm hoạt động thì đây là thời gian công ty gặp rất nhiều khó khăn về đơn hàng. Đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2022, đơn hàng giảm 50% so với năm 2021. Trong tháng 9, tháng 10 năm 2022 giảm 60%.
Để ổn định tình hình sản xuất, đảm bảo đời sống của người động thì phần lớn những đơn hàng sản xuất ra đều nhập kho, nên hiện lượng tồn kho của công ty rất lớn. Tính đến hiện tại thì căn cứ tình hình của khách hàng, đơn hàng thì chưa biết đến khi nào mới có thể sản xuất phục hồi lại như trước đây. Điểm khó khăn này không phải của riêng công ty Protect mà đối với khách hàng, các nhà cung ứng đều có chung tình trạng khó khăn như vậy. Năm 2022 do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu nên đơn hàng công ty cũng có ảnh hưởng. Nhưng công ty có BCR, BTR và OTR. BCR bị ảnh hưởng lớn, BTR và OTR không bị ảnh hưởng nhiều, nên nguồn nhân lực công ty tự điều chỉnh cũng không giảm nhân viên. Công ty do mở rộng quy mô sản xuất trong năm 2022 nên hiện vẫn tuyển dụng người lao động. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 là đơn hàng bắt đầu khôi phục lại từ từ. Bây giờ cũng là đang hồi phục nhưng chưa được như trước. Trước mắt thì dự định đến tháng 2, tháng 3 năm 2023, đơn hàng mới hồi phục lại như lúc trước. Đứng trước khó khăn như vậy, một chiến lược để giữ thị trường và giữ chân người lao động được các doanh nghiệp triển khai. Một nỗ lực lớn để vượt thách thức. Kế hoạch năm 2023 thì công ty cố gắng khống chế lại giá thành, giảm lượng tồn kho, sử dụng vốn hợp lý hơn. Vấn đề lớn nhất hiện tại là công ty quan tâm đó là tăng cường các hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường. Ví dụ như thị trường Bangladesh, Campuchia. Trước đây thì nó còn hạn chế, hiện tại công ty đang thúc đẩy mạnh phát triển các thị trường mới. Hiện tại công ty cũng đang cố gắng có kế hoạch sẽ giảm những phần vốn dài để thúc đẩy sản xuất, làm cho đời sống người lao động được ổn định hơn và sử dụng dòng tiền một cách hợp lý hơn, khoa học hơn. Nỗ lực lớn nhất của công ty là tiếp tục duy trì sản xuất để chờ thời điểm thời cơ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh như trước đây. Công ty cũng rất hy vọng và cũng rất tin tưởng sự phục hồi nhanh chóng. Nếu nhanh thì có thể trong năm nay sẽ phục hồi lại như trước, còn chậm thì có thể là trong năm sau phục hồi như trước đây. Đó là điều mà công ty tin tưởng vào kế hoạch trong tương lai. Hiện tại có hai vấn đề lớn công ty đang cố gắng để hoàn thành. Thứ nhất là sự ổn định về lực lượng lao động hiện tại. Thứ hai là chuẩn bị nguồn vốn, nguồn lực để khi phục hồi là đẩy mạnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển. Với những khó khăn trước mắt, công ty hy vọng là tỉnh Tây Ninh có những chính sách hỗ trợ, miễn giảm khấu trừ một phần về tiền sử dụng năng lượng như điện, nước. Giải pháp của công ty là bên trung tâm kinh doanh sẽ mở rộng thị trường để lấy được nhiều đơn hàng. Còn bên nhà máy bây giờ cũng đang mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu của bên thị trường. Năm 2023, công ty hy vọng những công trình đang xây dựng thì tranh thủ trong năm 2023 đưa vô sản xuất. Cái nữa hy vọng là do mở rộng quy mô nên công ty tuyển dụng được nhiều công nhân lao động đáp ứng được yêu cầu. Công ty cũng hy vọng vừa lấy được nhiều đơn hàng đảm bảo cho sản xuất để công ty thực hiện được phúc lợi tốt nhất cho người lao động trong năm 2023. Thì tôi cho rằng là trong năm 2023 này thì cái tình hình cũng về cái khó khăn về cái kinh tế còn rất là lớn, rất là nhiều. Cùng với cái sự là cái điều hành của chính phủ rất là kịp thời, cũng như là những cái quyết sách, những cái chính sách đối với các cái nền kinh tế cũng như doanh nghiệp, thì tôi cũng hy vọng rằng trong năm 2023 này các cái cơ quan quản lý điều hành của nhà nước sẽ quyết liệt hơn nữa, sẽ bám sát hơn nữa, tạo ra những cái động lực, những cái chính sách để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, cũng như là tạo cái điều kiện cho những cái người dân, những doanh nghiệp tiếp cận được những cái chính sách ưu đãi đơn giản hơn, trực tiếp hơn và thiết thực hơn, từ đó tạo được cái động lực cho các cái doanh nghiệp mà phấn đấu và hoàn thành cái nhiệm vụ mục tiêu kinh tế của năm 2023 lớn hơn nữa. Và đặc biệt hiện tại chúng ta cũng đang thấy rằng là ở Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh chúng ta nói riêng cũng là một cái điểm sáng để cho các nhà đầu tư, chắc của cái nguồn đầu tư, nguồn dòng tiền đang dịch chuyển chảy vào đây. Và tôi cũng hy vọng rằng là trong năm 2023 sắp tới đây thì các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Tây Ninh chúng ta sẽ có những cái chính sách để thu hút đầu tư tốt hơn. Và đặc biệt rằng là trong cái việc mà xây dựng các cơ sở hạ tầng logistics, con đường vận chuyển nó được tốt hơn để tạo cái điều kiện lưu thông hàng hóa, cũng như là tạo cái điều kiện đi lại cho các cái doanh nghiệp đầu tư về đây có cái điều kiện gọi là tốt hơn trong cái lĩnh vực đầu tư của mình. Thay đổi về nội dung, về cái chiến lược, về cái sự đầu tư và đồng hành để phát triển. Nhưng mà nói thì như thế, làm thì chúng ta cũng phải căn cứ vào những cái thủ tục về pháp lý. Đối với doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Du lịch hay là doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Doanh nhân trẻ
thì cái người, tất cả các doanh nghiệp đang cần đó là cái sự đồng hành và phát triển về cái thể chế hành chính. Đặc biệt thời gian gần đây thì mình thấy Tây Ninh có những cái bước phát triển đó là áp dụng về cái công nghệ 4.0 vào trong vấn đề mà quản lý hành chính, tạo một cái điều kiện rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Và đâu đó rằng chúng ta chưa đồng bộ hết toàn bộ, nên cần chăng là phải nhanh hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, ráo riết hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp có thể là làm nhanh những cái thủ tục đang cần thiết. Sau đại dịch Covid vừa rồi thì với năm 2022 thì Tân Nhiên cũng gặt hái được khá nhiều là cái thành công trong năm vừa rồi. Thì trong năm 2023 này thì bên công ty sẽ định hướng là phát triển thêm sẽ nhiều dòng sản phẩm để đáp ứng được cái nhu cầu thị trường của khách hàng. Và hy vọng là trong năm 2023 này sẽ xuất khẩu được các thị trường mà hoạch định và các khách hàng đã đối tác đã xúc tiến từ năm 2022 tới giờ. Năm 2023 này cái điều mà mình mong đợi nhất là giá cả ổn định và kinh tế phát triển để cho tất cả các ngành nghề từng bước vượt qua khó khăn và phát triển. Và tôi cũng tin rằng với sự ủng hộ nhiệt tình của, với sự ủng hộ và chăm sóc và quan tâm và đồng hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành thì các doanh nghiệp Tây Ninh có thêm động lực và mạnh mẽ để tiến lên. Bên cạnh nỗi lo khi đứng trước những biến động của toàn cầu tác động vào nền kinh tế, điều lo lắng không chỉ của riêng doanh nghiệp nào chính là nguồn vốn cho sản xuất. Việc ổn định lãi suất ngân hàng là sự kỳ vọng của doanh nghiệp. Dòng tiền chúng ta đang bị bó rum lại. Và đây cũng là một trong những cái khó. Doanh nghiệp làm kinh doanh, kinh tế thì chúng ta phải cần tiền. Nhưng mà đến giờ phút này thì rõ ràng là dòng tiền chúng ta đang bị hạn chế trở lại. Tất cả ngân hàng đang bị hạn chế về vấn đề đóng rum, không cho dòng tiền chảy ra ngoài. Và cái khó nữa là lãi suất hiện tại là đang tăng rất là cao. Như vậy thì để giải quyết được vấn đề này thì làm như thế nào để doanh nghiệp vừa hòa vào trong giai đoạn cuối thời gian dịch bệnh để xây dựng một cái chiến lược mới, thì doanh nghiệp cần phải là sao? Có một cái dòng tiền ổn định, có một cái hướng lãi suất ổn định và định hướng cho doanh nghiệp phát triển làm như thế nào đó để mà lấy thu bù chi mà cân đối lại doanh nghiệp và phát triển. Khó khăn đang đặt ra cho cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và cả người dân những thách thức nặng nề. Nhưng với tâm thế và quyết tâm lớn hơn, sự vững vàng và tự tin hơn sẽ đem lại thành công cho doanh nghiệp để sản xuất ổn định lại, người lao động có việc làm. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh sẽ cùng nhau vượt khó, hoàn thành vượt mức toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, tạo đà cho sự phát triển của tỉnh nhanh và bền vững trong năm 2023 và những năm tới. Quý vị thân mến, chương trình Những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại các chương trình truyền hình Những vấn đề hôm nay đã phát sóng và các chương trình khác của đài chúng tôi trên các hạ tần số YouTube, Fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính chào tạm biệt.